bi, thầy đã dẫn lối, cất tiếng kêu đừng thôi đạo hiền. Nhân ngày thập thất kỳ trần duyên, quý mão tam hoạt nhân duyên đủ đầy. Nãy nương trở lại nơi này, gặp thời thiện nghĩa chung bày đạo tâm, cùng châu phố đi trí âm gặp gỡ, úc lửa thời mở ngõ quyết đi. Mong rằng các đạo thực thi, không vì danh lợi kéo đi trì trầm luân. Nay mang chốt dương trần thiên định, chúng sanh ơi chơn tánh đi sửa trao, từ bi mở rộng trước kỳ sau, trồng mau phước kỳ bao bắt cầu lòng qua. Nay chúc đó đi ta bà thiện nghĩa, thiện năng hành cố gắng đi sớm khuya, nghĩa nhận trao chút đi phá đi chìa, tròn câu nhân đạo sớm đi khuya đắc thành. Châu về hiệp phố đi trần sanh, phú quý muốn đi đặng trọn thành trồng ương, úc là kỳ chót gắn nương, lựa người tránh đi đạo tầm phương trở. Và Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Lời nói đầu tiên, Châu Phú thân ái kính chào quý cô chú anh chị và các bạn. Thì kính thưa quý vị, hôm nay Châu Phú cùng với huynh Thiện Nghĩa, cùng với đoàn của cô Tư Ngọc Nương, Mạnh Thường Quân ở ngoài Đồng Nai, trở về đây thăm ngôi đình Vĩnh Hanh quý vị. Thì kính thưa quý vị, ngôi đình này ngày xưa đó là có Đức Phật Thầy Tây An chèo một chiếc ghe đó quý vị, chở mẹ mình đi về đây và cắm cây sào và đi lên đây. Cho nên sau này là bà con tín đồ mới xây dựng nên một cái ngôi đình Vĩnh Hanh. Và cặp ngôi đình Vĩnh Hanh thì có một cái ngôi chùa, và đặc biệt xung quanh cái ngôi chùa đó đó là có bồ đề vị tự nhiên mọc xung quanh ngôi chùa luôn, cũng rất là đặc biệt, đó. Cho nên là hôm nay Châu Phú xin giới thiệu đến quý cô chú anh chị cùng với huynh Thiện Nghĩa, cùng với cô Tư Ngọc Nương, cùng với đoàn xem và tham quan cái ngôi chùa này. Và cô Tư Ngọc Nương thì xin giới thiệu là hôm nay cô đi đến đây là cúng dường 20 triệu nha quý vị. Và mời quý vị vỗ tay cho cô Tư cái nha, ủng hộ tinh thần nha. Dạ, Nam Mô Di Đà Phật. Thì bây giờ quá nắng đi, con sẽ mời cô Tư cùng với đoàn với anh Nghĩa đi vô trong rồi cái phát biểu nha. Dạ, Nam Mô Di Đà Phật, cho con gãy cái mic nha cô Tư. Dạ, thì thưa cô Tư, sao mà cô Tư biết cái ngôi đình này mà cô Tư về cúng dường đây cô Tư? Dạ. Dạ. Thì cô không có biết mà bữa đó thì cháu ngoại nó bắt lên mạng. Dạ. Thấy Châu Phú. Dạ. Với cô Tư Nam Phương. Dạ. Với lại ba vị ở Bến Tre. Dạ. Vào đây để quay trong này. Thì đó rồi nó rồi nghe cái vị ban quản lý ở đình Vĩnh Hanh. Yeah. Nói là mới trùng tu lại đình Vĩnh Hanh sau mười mấy năm. Dạ. Cũng là đang thiếu thốn. Dạ. Thì cô cũng có chút ít phát tâm lần thứ nhất mới về đây. Dạ. Mới đây hỏi thăm từ đi hồi 8 giờ tối tới 3 giờ khuya tới đây ở ngoài này. 8 giờ tối mình tới giờ quá tuyệt vời. Dạ, nghe nói cái gốc xưa có Phật Thầy Tây An cho nên cũng nôn về hả cô ha? Dạ, gốc gác của thầy tổ ha. Để cho huynh đệ này gieo duyên làm phước. Dạ, mời Phật quý. Rồi vậy con mời cô Tư nha. Dạ, Nam Mô Di Đà Phật. Kìa ông Tư kìa. Dạ, Nam Mô Di Đà Phật. Giới thiệu tôi là trưởng ban ở tế đình Vĩnh Hanh. Dạ, thì cũng dạ, chúc mừng quý ông đạo giờ trở về cái ngày lễ hội của đền thần. Thì không biết nói gì hơn. Dạ. Thì cũng chúc gia đình anh em vừa vào sức khỏe thành đạt mọi công việc. Dạ, Nam Mô Di Đà Phật, xin cảm ơn. Dạ, Nam Mô Di Đà Phật.
Vậy hỏi chú cái chương trình ngày mai ngày mốt lễ chính thánh nghĩa hẹn gì? Bây giờ cái lễ đình kỳ yên đình Vĩnh Thanh đó thì ngày 18 là cái lễ chánh, rồi 19 rồi 20, 20 là tôn dương, ngày 18 là cái chánh lễ, thì cũng làm lễ hành chánh với cúng nông. Rồi với 19 thì cũng mình cúng đồ rồi thì cúng chứ không có giờ giấc. Ngày 18 phải có giờ giấc. 18. Rồi 19 kỳ yên là ngày 18, 19, 20. 3 ngày cái 3 ngày. Dạ. Thì mà 20 đó mình tôn dương. Dạ. Tôn dương là xong. Dạ. Cái gì thôi mời quý dạ. Ở đây nghe nói nguồn gốc năm xưa là Đức Phật thầy Tây An về nơi đây hả chú? Bởi vì cái truyền thuyết nó mà mình cũng nhỏ thì mấy ông ngoài trước nó nói lại là cái kể lại thì hồi trước thầy đó chở bà mẹ đi vô đây đi là cái đường Mật Dân. Đức thầy chở mẹ đi vô đây vô luôn vô bãi núi rồi tới đây nè rồi mới ngừng cầm cái dầm để cầm xuống mới bước lên trên này mới nhìn bốn hướng rồi mới bẻ cây cầm xuống làm đình Vĩnh Thanh là Đức Phật thầy cầm cái cầm tại đây cầm bốn hướng rồi sau đó đó thì cũng có cắt mà cắt không đúng hướng đó rồi nửa đêm chùi ngói hết chùi ngói xuống hết rồi sau mới cắt lại đúng hướng tới bây giờ đó như cái di tích của Đức Phật thầy cầm đó bởi vì thầy cầm rồi đây nè cũng như phân tách rõ luôn rồi cũng như đây là cái Mật Dân đi vô vô đây là vô bãi núi nè lên núi vô đường bãi núi cái sông này hồi đó chỉ là có hai thước mấy ba thước rồi đi với bà già nè rồi tới Đức Phật thầy nè rồi tới đây mới tới dưới bến đó rồi mới lấy dầm cầm xuống nè rồi ông bước lên rồi ông nhắm hướng rồi ông mới là cắm cây bẻ xuống là bẻ cây cầm xuống làm đình Vĩnh Thanh đó cái trong này trong cái cuốn Tòng Sơn á là nó có là hay lắm mà mình không có thuộc hết nhưng mà quan trọng nhất là Đức Phật thầy Tây An có cấm cái cây ở đây là ý ngài muốn làm cái đình ở đây đúng không? Bởi vì ông cấm mà để mình thờ thần chư vị ha hay quá là đây là gốc bự nha gốc này gốc bự gốc ông Phật cấm á Phật thầy Tây An mà rồi Phật thầy cấm là như ông Phật ông cấm mà nơi đây là cuối cùng là thành cái chùa Huy Nghi ha hồi xưa là cái đình nhỏ xíu thấy thường ha Đức Phật thầy chèo chiếc thuyền nhỏ xíu trong cái đất nước mình bởi vì cái đình này đó thì cúng đó thì ban quy tế cúng đó là có mặn có chay chứ không phải là mặn không bởi vì đây là cũng đình của Đức Phật thầy thì mình phải có cúng chay cúng mặn đãi bá tánh thì nó đúng ra cái ngày 18 mà hồi chưa lễ đó là một ngày 18 là 100 mâm tương 100 mâm luôn mâm tương là 30 mâm mặn ngày 19 đó là 80 mâm tương 25 mâm mặn bởi vì cúng chay giáp tương nhiều nói chung là tương là chính ha chủ yếu là đúng đúng ra chuyện mặn là mình đãi mặn là đi cúng và đãi luôn có bao nhiêu thì đãi bao nhiêu cũng như đây hai mấy mâm thì nấu hai mấy mâm để cúng bên tương bên mặn bởi vì thần thì mình hồi trước sau giờ mình cũng không dám sửa cứ cúng không dám sửa ha nhưng mà phần mình... lớn đang chay nhiều nhiều hay quá rồi nhưng mà ở trong trong có thờ di tích gì của Phật thầy để lại không Tam Bảo Trần Điều gì không chú cái trên trên là thờ ngôi Tam Bảo mà dạ Trần Điều theo di tích của Phật thầy Tây An ha hay quá chúc vô mời cái gì vô xem cái đình mà nào giờ mới có thờ Tam Bảo là ít có lắm trong đình là thờ thần không à mà ở đây có thờ thần mà thờ Tam Bảo thờ Phật nữa tại đình này đình của Phật lập nó đặc biệt ha dạ Nam Mô A Di Đà Phật thì thưa cô sau đây con mời cô có thể đi qua đây tham quan Bồ đề nè cô. Cái Bồ đề này cũng có cái mẫu chuyện cũng lạ đó nha cô. Cái Bồ đề đẹp quá chú ha. Nó có rất nhiều cái nhánh quá. Dạ. Thì thưa chú ở đây là cái gốc này là cái gốc cây lâm dầu hả chú? Gốc cây dương. Cây dương ha. Gốc cây dương ở đằng sau á để chút vô trong xem rồi á là cũng có thờ. Dạ. Bởi vì hồi trước đó thì cây dương này nó ngã gì nè. Rồi hồi đó đó thì tôi làm đây đó
thì nhánh khô chết và lớn lớn nè. Rồi cái ông cả, tôi bạn ông cả nói thôi bây giờ là kêu người ta cưa để rớt xuống bể ngói. Rồi cưa hai bốn anh đó, là hai anh đó lại cưa lên thì giật máy như này cháy, mà lên ngồi cưa là không cháy, giật không cháy. Rồi tuột xuống dưới đất thì giật cháy, mà lên không cháy ba lần vậy thì họ cưa không dám cưa nữa, rồi thôi, rồi để luôn. Rồi tới ngày ông Năm Ly về xây dựng đó, ông Nguyễn Văn Vui tự Năm Ly ông làm có tiếng đó, thì ông về ông làm đó. Thì cái ngày đó đó thì cái ngày mùng 9, 10 gì đó cũng làm muốn hoàn thành mấy cái nhà sau rồi. Rồi ông mới nói, sư phụ ơi, hỏi gì đại ca, nó cho xin nấu mâm cơm cúng để mấy cây dương mà mình đâu có biết. Rồi nói ai biết đâu, sư phụ làm gì làm chứ. Rồi cái tới chế 8 giờ mấy nấu mâm cơm cúng giấy rồi đàng hoàng, thì Long Xuyên lên lấy tiền ngói nè, tôi không ra trước. Thì ở trong tự nhiên cây dương đứng sững gì đó, mà tự nhiên cây dương xuống luôn. Xuống ngã luôn. Tự ngã luôn. Mới nói cúng là ngã rồi ha. Cúng rồi xong mâm cơm rồi là cây dương đi xuống. Xuống là cái mục cây dương đó, thì cái đọt dương nó vừa trúng cái mấy ngói đình thôi. Vừa đụng quẹt miếng hay miếng ngói rớt xuống thôi. Chứ còn nếu dài nữa thì đập gãy để mấy đình. Rồi vô trống nữa chút tôi chỉ chỗ. Lạ quá, chào Phú ơi. Lạ quá, đặc biệt. Mà cái cây bồ đề con thấy. Rồi cây bồ đề này nè. Nó có cái gì? Rồi ngã xuống nó cắt khúc khúc đoạn đoạn này nè, mới đem ra. Rồi cô Tư đó, cô Tư là cô Cúc đó. Cô làm sao không biết. Cô mới vô cô Thỉnh. Mình tính mình cắt đem ra làm củi thôi. Cô Thỉnh nó cho Thỉnh về cô điêu khắc vậy đó. Thì mình thôi mình cũng cho. Cho rồi điêu khắc cái lòng đình trống. Cái ở sao cúng, còn cúc này đó ở đây nè. Ở đây đó nó có cái lỗ. Khúc gì nè có cái lỗ. Rồi sao mà cổ đem về ngoài đó có cái nhánh bồ đề này nè đâm ra. Cái lỗ vậy nè đâm ra. Rồi ấy cổ mới không có đem cái này qua bên chợ thủ để nhà mướn thợ qua điêu khắc phật này kia tùm lum này nè. Đó. Rồi mới đem về đây để đây. Đó. Rồi đâm chồi ra đây phản chừng gan nè. Người ta cũng không có người cũng tranh cảnh đó. Người ta bẻ dục đi. Rồi sau mới đâm lại. Đâm lại lên gì đây tới bây giờ. Một cái nhánh nhỏ mà giờ lên đó. Hồi đó nằm ngay trên đây nè. Chứ mình thấy nghĩa thấy cái bộ rễ của cây bồ đề không giống như cái điêu khắc. Bởi vì hồi đó mới đó chú. Mới đó là tạc hình hết. Chưa có tạc hình hết. Tạc hình Phật này kia hết mà lâu quá cái mục nè. Ở trong đây có hình của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni kìa. Vậy hả? Đây nè, đây là có Đức Phật. Bởi vì hồi đó ta đó điêu khắc là đủ hết. Đây nè, trước này nữa nè mà. Ở đây cũng nhìn thấy rõ nè. Đức Phật nè. Rõ quá ha. Đẹp quá. Điêu khắc nằm trong cái góc đó nè, cũng lạ quá. Điêu khắc rồi sao cái lên bẻ đó mới đâm ngay giữa lên. Hình Đức Phật ngồi thiền định. Lạ quá, cây này nhìn hay quá ha. Nó mọc tròn mà thấy trên có tầng rễ nữa kìa, quấn bụi rễ trên kìa. Nha, rất là đẹp. Và cái bụi rễ cũng đẹp đấy nha quý vị. Bụi rễ đẹp quá. Bên đây cũng có hình chư vị. Bên đây nè, mấy chú qua đây coi nè, thấy rõ hình Đức Phật ngồi thiền định nè. Đây nè. Cái bụi rễ tự nhiên quấn lại tôi thấy không? Bạn nhìn thấy. Cái bàn tay mình không có đụng vô nha. Cái bụi đây làm không? Mấy cô vô đây nhìn thấy kìa, có hình Đức Phật. Không mà là cái này là không ai đụng tới, tự rễ ra gì chứ không ai đụng tới. Luôn hả chú hả? Tự nhiên. Chứ không có đằng này sửa quất gì hết. Tự nhiên. Tự nhiên nghe. Cái này giống như cái chạm bức điêu khắc, bức tranh vậy đó. Một bức tranh cổ mà điêu khắc khi xưa vậy đó. Lạ quá. Chứ anh em trong này thì không có ai mà rớ vô mà sửa hết trơn. Không có. Tự nhiên. Anh em trong đình chỉ có dùng phân tưới nước thôi, chứ ngoài không có chạm. Có một cái cao quá đó, mình sợ phức chứ lật. Mình cắt bớt xuống thôi. Chứ còn ở này không ai rớ động tới hết trơn. Rồi mời vô. Chú vô ha. Và vâng, kính thưa quý cô chú anh chị, chập phía bên đó là cũng ngôi đình hồi xưa tới giờ đó nha.
có một giống cái chùa, ngôi chùa. À, chùa hả? Bởi vì cái này là hồi đó, đó hồi năm 45 á đình bị cháy. Dạ. Đình bị cháy. À, rồi cắt cái này lại đây thờ thần. Này. Rồi sau cắt lại cái này mới mấy thỉnh thần qua đây, cái đây là để cái chùa. Dạ. À. Nhưng mà đặc biệt cái ngôi chùa này đó anh nghĩa là có là rất là nhiều bồ đề mọc xung quanh luôn kìa. Mọc hàng bây giờ hàng không, bây giờ đám mía này kìa. Đây nè, bên đó nhóc kìa, đó là gốc bồ đề tôi mới chặt đó để cho người ta đấy đó. Ủa con thấy sao nó mọc vòng thầy mọc đó, mọc vòng đây không? Vậy hả? Đó bên bển kìa. Cái đó gốc đó là gốc bồ đề không đó. À sao rồi, không để cho má? Không phải, bởi vì có cái lễ hội đó. Dạ. Rồi bên mới bà cao nè, rồi anh em tái rồi giáp té rồi đến cắt rồi nữa nó lên lại. À, bởi vì lên dữ lắm. Lên dữ lắm. Đúng rồi. Chặt biết bao nhiêu lần chút. Nó bao quanh chú nhiều cây lắm hả? Nhiều lắm. Video đó. Cái gốc bồ đề sao này kìa, tuyệt vời lắm. Chút dẫn mấy cô qua giếng. Nè, mọc dài từ đó chứ không có trồng phải không chú? Không, đây đâu có trồng. Đó ngoài đó. Đó mọc ôm cái chùa ha, ôm sát cái chùa vòng ha. Đây mà tiếp tục ha. Hay quá. Rất là đặc biệt. Địa linh nhân kiệt nghe, đất này đất Phật nghe quý vị. Dạ. Và kính thưa quý cô chú anh chị thì trong phố còn chế đòn. Cô Tư Ngọc Nơi cùng với Minh Thiện Nghĩa phát công sẽ tiếp tục đi vào chương trình nhá quý. Chuẩn bị để bông hoa gì chưa ha? Wow, bông hoa quá chừng luôn kìa. Quá bông hoa. Để ngày mai vô lễ chánh rồi. Mai vô lễ hả? Ừ. Dạ, thôi ôi độc đạo mình đông quá ha. Ở trong bếp đông dữ lắm. Vậy đó, trong bếp nữa hả chú? Ở trong bếp. Bông hoa là quá rồi. Nam mô A Di Đà Phật thì kính thưa quý cô chú anh chị. Bây giờ Châu Phú sẽ đi vào bên trong thăm quý cô chú đang trang trí những bông hoa nha quý vị. Dạ chào quý cô chú nha. Dạ Nam mô A Di Đà Phật. Chào chị. Đây là bông sen ha. Dạ. Dạ dạ con chào nha. Tháng nào anh? Dạ con mới tới con. Dạ. Dạ bánh sáu anh mới chị hướng dẫn vào nè. Dạ, cô cũng bằng đẹp quá. Dạ, Di Đà Phật. Chuẩn bị tấm hôn lễ hả cô hả? Sáu, để con chúc nghe chú Sáu ơi. Ơi. Dạ, chào cô. Dạ. Rồi, thím hai chuỗi. Thím hai chuỗi chưa lên tới. Thím hai chuỗi chưa lên tới nha. Dạ, dạ, chúc sức khỏe nha. Tiếp tục luôn. Mời vị đồng hành nha. Vào bên trong đình nha vị. Thì kính thưa vị, đây là đình thật là linh thiêng, có Đức Phật thầy Tây An đã chở mẹ về đây, cho nên á rất là đông bà con cô chú tín đồ chở về đây nữa vị, đó làm những cái bông hoa để dâng lên cúng Phật nha vị, cúng thần và Nam Mô A Di Đà Phật. Thì Châu Phú mời vị tiếp tục vào bên trong chánh điện nha vị. Mời đồng cô Tư vô, cô Tư ơi. Mời đồng cô Tư ơi. Mời vô hết rồi, tiếp tục kính lễ thần để chú hướng dẫn. Tôi sáu nhỏ. Kế tiếp nữa thì con nhờ chú hướng dẫn cho đoàn. Mời trình lễ. Dạ Nam Mô A Di Đà Phật. Chào quý chú. Và kính thưa quý vị, hôm trước Châu Phú vô là cái lúc mà thợ đang vác vàng cùng với sơn những trụ cột lại và những ông gồng đó vị. Thì bây giờ vô đây tương đối rất là đẹp rồi nè. Đó, quá đẹp luôn. Thì bây giờ là Châu Phú cũng đại diện cho Mạnh Thường Quân đến đây để mà hỗ trợ tiếp sức với đình những cái khoản chi phí để mà giác vàng tu sửa nha vị. Dạ Nam Mô A Di Đà Phật. Rồi mời dạ. Quý ông đạo rồi, mời quý vị vô. Đây là chánh điện. Đây là chánh điện thì thờ là thiên thần địa thần nhân thần thần Hoàng Quán Cảnh. Dạ. Thiên thần là Vĩnh Hành, còn dạ. Ở trên là ngôi Tam Bảo. Dạ. Đó. Tam Bảo trên ha. Đó. Nó tâm bảo mình vô lấy kính cúng và mép bên đây nè, mép bên đây là có một cái ghế nè anh, với chiếc ghe của Phật thầy Tây An ngày xưa đó anh. Cái này nói về mình lấy cái di tích thì làm cái ghe với Phật mẫu để Phật mẫu thờ bên này. Dạ quý quá ha. Đây là chiếc ghe cùng với cái hình dáng còn cái bảng này nè chú thứ mấy về đây cái bảng đó đó về cái đây, bảng chỗ vậy. Ngay giữa đó là đình trái hệt chân là cái miếng đó còn nguyên đó đó là bằng cây đó bên giữa đó cho phú ơi, cái này lạ quá cho phú dạ.
Dạ, chú nói hồi xưa là đình trái kia còn cái bảng đó, còn cái bảng đó chữ cái bảng còn nguyên đó, chữ Hán chữ Nam gì đó. Đúng rồi, cái bảng này nè anh nghe. Còn nguyên không có trái. Cái bảng này nè. Trái là chân mà còn cái miếng đó không nám không trái gì hết trơn luôn. Không nám mà không trái luôn nè. Cái bảng Tam Bảo còn nguyên nha. Chữ cái đó cái bảng di tích thì bảng mấy ổng để trước đó thờ. Dạ, Nam Mô Di Đà Phật. Vô vi. Của theo chân truyền của Phật thầy Tây An đó. Dạ, cũng rất là đặc biệt. Và anh Nghĩa để ý thêm một cái điều này nữa nè anh Nghĩa. Thì ở trên ngôi Tam Bảo anh Nghĩa là có những cái hình chỗ ra đó anh Nghĩa. Ở phía trên đó anh thấy không? Thấy. Có mấy tấm hình chỗ ra mấy cô nhìn thấy không cô? Kìa. Trên Tam Bảo đó cô. Thì vị nào mà có thấy cái vậy dạo. Cái đèn lớn ở trên riêng hay chung luôn hả bà giáo? Cái đèn trên bảo riêng hay chung cái đèn lớn á? Cái hình đó thì cho bố không biết đó là hình cái đèn bự đó. Quý cô chú anh chị, cái đèn bự trắng trên đó riêng hay chung? Kính lễ, nếu riêng thì tắt cái đèn đó mới rõ. Comment lên kênh cho thấy hình gì nha quý vị. Chung thì thôi. Dạ, Nam Mô Di Đà Phật. Rồi chú Út cầm máy giùm con chỉnh cái hả chú Út. Dạ, Nam Mô Di Đà Phật. Thể đi. Dạ, chú. Nãy đi để tôi xin phép lên gõ chuông nha. Dạ. Nè chú. Nè chú, quay giùm con cái chú. Đây để chú đang cầu cúng nè. Thỉnh chuông nha vị, nè cầm giùm con cái chú. Chú Sáu ha. Luôn không? À. Dạ, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật. Kính thưa quý cô chú anh chị, hiện giờ Châu Phú cùng với Quynh Thiện Nghĩa và chú Út Lựa cùng với cô Tư Ngọc Nương và Đoàn trở về đây để trình chư vị sơn thần, chư vị năm nông bảy núi và Đức Phật, Đức Thầy, thần hoàng bổn cảnh đất đai Dương Trạch ở đây để cầu cho quốc thái dân an và mưa hoài gió thuận, cầu nhà nhà được an cư lạc nghiệp nha quý vị. Thì qua đây Châu Phú xin mời chú Út Lựa cùng với Quynh Thiện Nghĩa cùng với Đoàn sẽ cúng và Châu Phú sẽ cầm máy để quay nha quý vị. Dạ, mời quý vị và các bạn đồng hành cùng với đoàn của Châu Phú. Nguyện cầu ăn trên mười phương chư Phật sẽ gia hộ với gia đình quý vị có nhiều sức khỏe và vạn sự bình an nhé quý vị. Dạ, Nam Mô A Di Đà Phật. Dạ, cũng mời chú Út nha. Xin đây nè. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam Mô A Di Đà Phật. Kính thưa anh Sáu là trưởng ban chi sự của đình thần Chánh Thanh. Kính thưa sư huynh Thiện Nghĩa, kính thưa cô Tư và cả đoàn. Hôm nay Út Lựa thay mặt cho tập thể để cho cái lễ cúng mình được sự thống nhất hơn. Có gì sơ sức thì nhờ anh Sáu, nhờ sư huynh Thiện Nghĩa, nhờ cô Tư và cả đoàn cũng thông cảm giống lưỡi nghe. Nhưng mời tất cả hướng về trước mà kinh thần để đồng kính lễ ba xá. Mời tất cả hướng về Hồng Ân Tam Bảo kính lễ ba xá. Mời tất cả sư hiền bên ngoài đồng thành tâm hướng về hội đồng trăm quan cùng với ảnh bác cùng với thần nông đồng hợp kính lễ ba xá. Rồi mời tất cả quay vào bên trong, quay về trước bàn thần đồng kính lễ ba sáng. Mời tất cả đồng quỳ, đồng chắp tay trên trán thành tâm nguyện. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam mô A Di Đà Phật. Kính thưa thiên thần, địa thần, nhân thần, đất đai Dương Trạch, thần hoàng bốn cảnh,
thần sở tại trấn giữ định làng Vĩnh Hành. Nhân dịp hôm nay là ngày 17 tháng 3 niên 2023, cũng là ngày Đoàn Châu Phú cùng với cô Tư Ngọc đã đến cúng viếng định thần Vĩnh Hành. Trước là kính chúc thần phước huệ viên mãn, sau đó nhờ ơn thần gia hộ cho bá tánh vạn dân nhà nhà được ấm no hạnh phúc, bệnh tật tiêu trừ, tai qua nạn khỏi. Gia hộ cho tất cả các nhà mạnh thường quân, bệnh tật tiêu trừ, tai qua nạn khỏi, và làm ăn phát tâm bồ đề tinh tấn, cứu giúp bà con đồng bào nhân loại cũng như các nơi vi tích lịch sử của nhà Phật được khang trang và thịnh vượng, tô điểm vẻ đẹp của đạo Phật cả đất nước. Sau nữa, chúng con xin nguyện cầu tất cả đoàn chúng con phát tâm tinh tấn tu hiền theo tông chỉ của nhà Phật, đến ngày đắc đạo viên mãn trở lại cứu giúp chúng sanh. Cung kính kính thỉnh thần cảm ứng chứng minh cho lời thỉnh cầu của chúng con. Nam mô A Di Đà. Đồng đứng lên kính lễ một xá thu hương. Chú này cho con. Đồng kính lễ một xá lễ lại thần. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Đồng đứng lên. Đồng kính lễ thần ba xá thần. Mời tất cả hướng về bàn thờ của Phật mẫu cùng với Đức Phật thầy đồng kính lễ ba xá. Xong đến thần Hồng Ân Tam Bảo, thì Út Lượng có ý kiến các con nha. Đến Hồng Ân Tam Bảo thì Út Lượng không dám nói sai lời của thầy. Mình đọc bài quy và bài Tây Phương ngũ nguyện là đúng. Giờ mình cúng. Nói như là cô lớn tuổi thì cô đứng. Cô ở chừng cô yếu. Còn trẻ thì mình có thể mình quy. Để Út Lượng đốt nhang thêm. Mời thầy đợi chút. Hồng Ân Tam Bảo đồng kính lễ ba xin. Mời tất cả đồng quyền đồng chắp tay cho cắn thành tâm cầu nguyện. Nam mô Ta Bà Giáo Chủ Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Ta Bà Giáo Chủ Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Ta Bà Giáo Chủ Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Thập Phương Phật. Nam mô Thập Phương Pháp. Nam mô Thập Phương Tăng. Nam mô Phật Tổ Phật Thầy Quan Thượng Đẳng Đại Thần Tâm Quan Cụ Thần Chư Vị Sơn Thần Chư Vị Đâm Ngon Bại Lối Cảm Ứng Chứng Minh. Nay con xin nguyện cải hối ăn năn làm lành lánh dữ, nguyện quy y theo mấy ngày tu hiền theo Phật đạo. Nam mô A Di Đà Phật. Đồng kính lễ một xá tu hương. Chú cho con gái. Mời tất cả hướng về Tam Bảo nhất tâm niệm Phật. Lễ thượng hương đã xong, đồng kính lễ một xá. Chắp tay vào tiếp đọc bài Tây Phương Ngũ Nguyện, mời tất cả cùng đọc.
Nam mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi Phổ Độ Chúng Sanh A Di Đà Phật. Nam mô Nhất Nguyện Cầu Thiên Hoàng Địa Hoàng Nhân Hoàng Liên Hoa Hải Hội Thượng Phật Từ Bi Phật Dương Độ Chúng Thế Giới Bình An. Nam mô Nhị Nguyện Cầu Củ Quyền Thất Tổ Tịnh Độ Siêu Sanh. Nam mô Tam Nguyện Cầu Phụ Mẫu Tại Đường Tăng Long Phước Thọ Phụ Mẫu Quá Khứ Trực Giảng Tây Phương. Nam mô Tứ Nguyện Cầu Bá Tánh Giảng Dân Từ Tâm Bác Ái Giải Thoát Mê Ly. Nam mô Ngũ Nguyện Cầu Phật Tổ Phật Thầy Từ Bi Xá Tội Đệ Tử Thiêu Tai Tịnh Sự Trí Huệ Thông Minh Dây Đắc Đạo Quả. Nam mô A Di Đà Phật. Mời tất cả đồng lễ lại, những người yếu thì đứng chỉnh lễ cũng được. Nam mô A Di Đà Phật. 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 Bốn lời đã xong. Mời tất cả đứng lên cùng kính lễ Đức Phật cùng hai vị Bồ Tát. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô Đại Thế Chí Bồ Tát. Nam mô Quan Thế Âm Bồ Tát. Nam mô A Di Đà Phật. Lễ cúng đã xong. Mời tất cả tự nhiên mời em Chư Phú tiếp tục làm việc. Đứng đây luôn anh ha. Dạ. Dạ Nam mô A Di Đà Phật. Vâng, thì kính thưa quý cô chú anh chị, hôm nay Châu Phú đi đến đây thì cũng xin đại diện cho Mạnh Thường Quân để mà cúng vào trong đình Vĩnh Hanh. Thì Châu Phú mời chú Sáu đồng hành đứng kế con với anh Thiện Nghĩa ha. Mời chú Sáu nha. Đây đây, chú đứng kế anh Nghĩa đi ha. Dạ Nam mô A Di Đà Phật. Thì Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Con xin con tên Nguyễn Trung Hiếu, kênh Châu Phú Thiên Cấm Sơn, xin kính trình chư vị Sơn Thần, chư vị Năm Non Bảy Núi ở đây cùng với chư vị Trăm Quan Cụ Thần đó, thì con xin đại diện cho Mạnh Thường Quân trở về đây để mà cúng dường vào những cái phần tu sửa đình Vĩnh Hanh này, nguyện hồi hướng những công đức lành để cho tất cả Mạnh Thường Quân trong nước và ngoài nước và quý vị đang xem trên màn ảnh luôn có nhiều sức khỏe, làm ăn thì thuận lợi và gặp nhiều điều may mắn. Và Nam mô A Di Đà Phật. Đặc biệt phát tâm Bồ Đề tu hành tới ngày viên mãn nha quý vị. Dạ. Thì thưa chú Sáu, giờ con đại diện cho Mạnh Thường Quân. Thứ nhất thì cô Tư Ngọc Nương đã hỗ trợ 20 triệu rồi. Kế tiếp nữa thì tới cái phần của Châu Phú đại diện cho các vị Mạnh Thường Quân. Nay con xin đọc danh sách. Rồi chú Sáu nhận cái có đôi lời tri ân khích tấn cho bà con tinh tấn tu hành hết chú Sáu. Dạ Nam mô A Di Đà Phật. Rồi cho em mượn cái bộ mic cho chú Sáu ha anh nghe. Dạ rồi. Dạ kính thưa quý vị, hiện giờ Châu Phú nhận đây là tổng số tiền 36.400.000. Thứ nhất là cô và chú Kiên Hương ở Canada, Zalo Kiên Nguyễn 8 triệu. Thứ hai, chị Thúy thành phố 500. Thứ ba, Zalo Vân 500. Thứ tư, Zalo Liên Nguyễn 2.500.000. Thứ năm, Nguyễn Kim Huệ 600.000. Thứ sáu, Zalo Kiều Nguyễn 1 triệu. Thứ bảy, Zalo Bình Minh ở Mỹ 10 triệu. Và xin gửi thêm 2 triệu để đãi cơm bà con. Và thứ 8, Zalo anh Hoàng Du 100 đô. Thứ 9, cô Nguyễn Thương 4 triệu. Thứ 10, Trang Thị Bá 1 triệu. Thứ 11, Zalo Josit Nguyễn Chí Dũng và cô Trần Kim Hòa và ông Nguyễn Phước Thiện, em Nguyễn Chí Tâm, Nguyễn Chí Dũng thì sinh ngày 15 tháng 3 1984. Cô Trần Kim Hòa sinh 1960, ông Nguyễn Phước Thiện sinh năm 1961, em Nguyễn Chí Tâm sinh năm 1990. Cả gia đình ủng hộ thêm là 4 triệu đồng.
tổng số tiền là 36.400.000. Con xin đại diện Mạnh Thường Quân gửi cúng dường cho đình Vĩnh Hanh để tu sửa. Dạ, Nam Mô A Di Đà Phật. Bây giờ tôi cũng xin đại diện ban quý tế đình Vĩnh Hanh cũng bà con Mạnh Thường Quân trong xã, ngoài xã và trong nước, ngoài nước để hỗ trợ cái phần tiền để tu sửa lại, đang sửa lại cái ngôi đình để thờ cúng cho nó trang quang đàng hoàng. Không biết nói gì hơn, thôi kính chúc quý cô bác được dồi dào sức khỏe và hạnh phúc, thành đạt mọi công việc có nhiều đời lại đấy. Dạ, Nam Mô A Di Đà Phật. Cảm ơn chú Sáu. Dạ, Nam Mô A Di Đà Phật. Và kính thưa với cô chú anh chị, thì kế tiếp nữa thì con xin mời cô Tư cũng có đôi lời gửi đến bà con. Hết cô Tư, cô Tư có thể chia sẻ cái cảm nhận của mình khi đến ngôi đình này, hay là có bài thơ pháp nào tặng cho bà con không cô Tư? Dạ, Nam Mô A Di Đà Phật, tặng cho đình luôn ha. Dạ, tôi đứng hơi cùng ngoài cái. Dạ, mời cô mời cái ghế ngồi ha. Dạ, đây đây đây, chân yếu quý vị. Dạ, đây mời anh Thiện Nghĩa luôn nha. Dạ, Nam Mô A Di Đà Phật, cảm ơn chú Sáu. Dạ, đây anh Nghĩa. Dạ. Dạ. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Hôm nay nhân ngày 17 tháng 3 Nguyên Quý Mão, Ngọc Đương cùng chư Phật tử tỉnh Thất Thiền Môn, xã Bình Hòa, huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai có nhân duyên lành về tại đình Vĩnh Hanh, và nhân duyên gặp Đặng Châu Phú Trọng Nghĩa cùng Úc Lợ để giao duyên Phật Pháp. Thì hôm nay Ngọc Đương xin có đôi lời chi phú để chỉnh lễ ơn trên và nhân viên cùng với đạo hữu ở đây. Dạ. Ngọc chiếu quang minh đình Vĩnh Hanh, nương dòng sơn bồ tất lòng thành, danh lời trần ai không tranh chấp, pháp luân thường chuyển quyết phụng hành, định chân tánh đi trần sanh tiết huệ, đình Vĩnh Hanh tựa kế quyền vi, diệu trì kim mẫu từ bi, huệ lành ứng đi khẩu phu thi quyên đời, trầm luân bao kiếp nhà nhồi, mang thần tử đi đại đứng ngồi không yên, nên con mẹ trung chuyên trần thế bao kiếp rồi tựa kế tu chưa, hay còn lần lửa sớm trưa, vì danh vì lợi chắc chú nào nề, duyên hạnh ngộ trần mê gặp gỡ, ngọc nương cô xin có lời châu, chúc ý lành quý đạo đôi câu, đường tu công quả được giàu tiền căn, long qua hội tu gắn kiếp đến, để cùng thầy đồng đến tiên ban, cảnh thiên thai
vô mát thanh nhàn, về Phật cảnh nhàn an tâm trí, sen đua nở mai vàng hồ thủy, thấy mẹ thầy thọ chí người tu, chốn trần gian là bế lao tù, ta cố gắng vẹt bồ đen tối, đuốc từ bi thầy đã dẫn lối, cất tiếng kêu đừng thôi đạo hiền. Nhân ngày thập thất kỳ trần duyên, quý mão tam hoạt nhân duyên đủ đầy, nay nương trở lại nơi này, gặp thời thiện nghĩa chung bày đạo tâm, cùng châu phố đi trị âm gặp gỡ, út lửa thời mở ngõ quyết đi, mong rằng các đạo thực thi, không vì danh lợi kéo đi trì trầm luân. Nay màn chốt dương trần thiên định, chúng sanh ơi chơn tánh đi sửa trao, từ bi mở rộng trước kỳ sau, trồng mau phước kỳ bao bắt cầu long qua. Nay chúc đó đi ta bà thiện nghĩa, thiện năng hành cố gắng đi sớm khuya, nghĩa nhận trao chút đi phá đi chìa, tròn câu nhân đạo sớm đi khuya đắc thành. Châu về hiệp phố đi trần sanh, phú quý muốn đi đặng trọn thành trồng ương, út là kỳ chót gắn nương, lựa người tránh đi đạo tầm phương trở về. Nương chúc đó đi trần mê quỷ tế, các ông ơi tự kế đi định thần, Tây An thầy đã đi định phần, lập ngôi tam bảo dương trần vinh hạnh, là kỳ chốt đi đạo lành chung bước, còn một phút đi bến đi trượt trần ai, sẽ là gặp đặng được đi thầy long qua kết đi tụ xuống dày nữ nam. Chúc các đạo thân tâm an ổn, mạnh khỏe trần chẳng tốn đi công lao, chỉ mình sáng suốt đi một màu, con đường chánh pháp đi ngõ hầu. Thầy xưa đạo già no ấm đi sớm trưa, vợ chồng hạnh phúc đi phước đi thừa ngày đêm, cháu con trung hiếu đi già miền, để cho các đi đạo bình yên tu hành. Nay đáo lễ vĩnh hạnh hương khối, hằng niên thời tầm lối đi thực thi, cầu xin bổn cảnh từ bi, thần hoàng tế đi độ dậy thì xa nay, cùng làng đặng gái đi trái an ổn, đặng ấm nó nơi chốn đi trần miền, tu hành lập đức đăng thuyền, long qua trở lại thầy hiền ghi tên. Bài thơ pháp rất là tuyệt vời và chúng ta kết thúc chương trình ha.
Rồi mời đồng đạo cho vài người vỗ tay cho liệu lẽ ha. Dạ, Nam Mô A Di Đà Phật. Rồi cái tiếp Quỳnh Nghĩa giao duyên với cô, tặng cho cô một đoạn sám giảng của đức thầy ha. Bài thơ pháp này cô tặng cho Đình Vĩnh Hanh cùng với anh Nghĩa và chú Út Lựa và tất cả quý đồng đạo ở đây luôn. Thì bây giờ kế tiếp anh Nghĩa nhắc lại lời châu ngọc của đức thầy, mình kết thúc chương trình nha. Thì kính thưa quý vị, thì hôm nay cũng có duyên lành để về Đình Vĩnh Hanh, thì cũng được biết đây là gốc rác xưa của Phật thầy Tây An. Nơi đây thì Đức Phật thầy Tây An cũng có trở về đây cắm cái sào đây, thì bây giờ mới có cái đình khang trang thế này để cho bá tánh về cầu nguyện cho quốc thế dân an, làm nơi nương tựa. Thì theo nguồn gốc Phật thầy Tây An thì thờ vô vi, cho nên có bốn câu là vô danh cư sĩ. Khi Đức Phật thầy đi, Đức thầy Quỳnh Giáo Chủ ra đời thì có bốn câu đó, thì Đức thầy cũng noi truyền theo cái nguồn gốc của Phật thầy Tây An. Thì con xin đọc bốn câu này để tặng cho đoàn cũng như kính chúc cho quý vị đón cái ngày lễ ngày 18, 19, 20, tất nhiên là ngày mai, ngày mốt, ngày bữa kia. Thì chúc cho quý vị thật an lạc, bình an, cầu cho thế giới được hòa bình, nhân dân được an lạc. Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Vô thượng thầm thâm dị ý truyền, danh ngôn chép đề rạch đàn tiên, cư gia tịnh độ tâm viên màng, sĩ xuất văn từ dốc dài khuyên. Nam Mô A Di Đà Phật. Dạ, thì vâng, kính thưa quý cô chú anh chị, quý đô thì cũng đã dài rồi. Châu Phú cũng xin chân thành cảm ơn cô Tư, Ngọc Nương cùng với Quỳnh Thiện Nghĩa cùng với cả đoàn và chú Sáu cùng với tất cả quý chú cô hết trơn. Và quý vị đang xem chương mạng đã ủng hộ cho Châu Phú xong một cái đoạn video rất là tuyệt vời. Và Châu Phú xin đồng kính chúc cho toàn thể quý cô chú anh chị và các bạn và quý vị đang xem chương mạng và quý mạnh thường quân trong nước và ngoài nước có nhiều sức khỏe và vạn sự bình an sẽ đem đến cho quý vị nhé. Thân ái kính chào và tạm biệt nhé. Dạ, Nam Mô A Di Đà Phật.